Chiều ngày 6 tháng 10, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra vụ việc hai thanh niên cầm sẵn bình xịt hơi cay và hung khí đột nhập nhà dân tại phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài lấy trộm hai chiếc xe máy. Theo đó, ngày 6 tháng 10, anh H, 38 tuổi, ngụ phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết gia đình vừa bị trộm mất hai chiếc xe máy. Khi phát hiện bị mất tài sản, anh H đã trình báo công an phường Tân Phú. Theo anh H, buổi sáng thức dậy thì phát hiện cửa cổng bị cắt khóa, hai chiếc xe máy của gia đình đều đã không còn. Nghi ngờ có trộm đột nhập, anh H đã trích xuất camera thì phát hiện có nhóm thanh niên phá khóa trộm xe. Theo hình ảnh camera ghi lại, khoảng gần 4 giờ, nhóm 4 thanh niên đi trên hai xe máy vào con hẻm. Khi phát hiện nhà anh H để xe máy ngoài sân nên hai thanh niên trong nhóm đã dùng kìm cộng lực cắt khóa. Sau đó, hai thanh niên này đã vào bên trong lấy trộm hai chiếc xe máy. Cũng theo hình ảnh camera ghi lại, khi trộm xe hai thanh niên đều cầm sẵn bình xịt hơi cay và hung khí để chống trả khi bị phát hiện. Cũng theo anh H, rất may mắn vì gia đình không ai thức dậy vào thời điểm xảy ra trộm. Nếu đối mặt trực tiếp thì có thể nhóm trộm sẽ chống trả quyết liệt và gia đình sẽ gặp nguy hiểm.